Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay là 28 Tết rồi. Gia đình Kido cũng đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết. Và cái rèm cửa này á thì để giặt á thì ba Kido cũng đã liên hệ với cái anh mà gắn rèm cửa, thì anh có tư vấn là đối với những cái rèm cửa dạng như thế này á thì tốt nhất á là nên giặt bằng tay để tránh hư, bởi vì ở mũi đầu cái rèm cửa đó nó sẽ có cái form nè bằng bên trong. Nếu mà chúng ta giặt bằng máy giặt đó, nó sẽ có thể làm hư cái form này và nó sẽ không có còn đẹp nữa, nó sẽ không còn đứng cái form thì cái rèm cửa chúng ta sẽ xấu. Thì anh nói tốt nhất là nên giặt tay để cho khỏi bị hư cái form này. Còn anh nói là nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể giặt máy giặt, nhưng mà nó sẽ mau hư hơn. Và chúng ta sẽ phải tốn tiền để mua lại một cái bộ rèm khác đẹp hơn nếu mà nó hư. Vì vậy ba Kido cũng chịu khó giặt bằng tay. Và anh nói là cũng không nên là đạp đạp lên cái đầu rèm cửa này nha. Bởi vì nếu mà chúng ta leo lên và chúng ta đạp đạp như thế này, nó sẽ làm gãy, nó cũng làm hư luôn. Cho nên đối với cái đầu này chúng ta chỉ nên vò thôi. Nó là tốt nhất chúng ta nên vò vò, ngâm chút xíu rồi vò. Và còn cái khúc dưới thì chúng này thì chúng ta có thể cho vô và chúng ta có thể đặt bình thường để vò hoặc là đặt cho nó sạch. Thì chúng ta sẽ ngâm khoảng 5-10 phút gì đó thì tùy vô cái mức độ nó sạch hay là nó dơ nhiều. Rồi, và sau khi mà giặt xong á thì chúng ta sẽ xả và đem đi phơi. Rồi, đối với những cái rèm như thế này á thì nó rất là dài các bạn thấy không, nó còn cao hơn cả 3 kg luôn. Và làm sao mà để xả nó, nếu mà xả trên cái thau thì nó cũng tốn khá nhiều nước. Và hôm nay bà Kido cũng chia sẻ với mọi người luôn một cách để làm biếng. Ở đây đã có sẵn một cái rèm cửa mà đã xả sơ sơ nước xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đem ra phơi nha. Ở đây bà Kido đã chuẩn bị sẵn một cái dây kẽm nè, gắn trên cái hàng rào nè. Bây giờ bà Kido chỉ cần vắt cái rèm cửa này lên thôi. Làm một tay nó hơi khó. Rồi, chúng ta sẽ kéo cái này xích qua xíu. Rồi. Đây, xong. Và sau khi chúng ta đã vắt cái rèm cửa lên trên cái sào xong thì chúng ta chỉ cần lấy một cái vòi nước, chúng ta xịt để xả. Chúng ta xịt từ trên xuống dưới nha, thì nước nó sẽ tự động mà nó sẽ sạch từ trên xuống. Chúng ta cũng không cần phải vắt nữa, bởi vì khi mà vắt nó sẽ làm bởi vì khi chúng ta vắt cái rèm cửa nó sẽ nhanh và chúng ta cần phải ủi lại. Nhưng khi chúng ta làm cái cách này thì cái rèm cửa nó sẽ không có bị nhanh, bởi vì khi mà nó ướt như thế này và nó tự khô nó sẽ thẳng hơn. Rồi, chúng ta tiếp tục xịt thôi.
Rồi, giờ chúng ta chỉ cần để chờ cho nó ráo nước là được. Và với cái trời nắng như thế này á, thì cũng sẽ nhanh khô thôi. Tôi nghĩ chắc là trong khoảng 20 phút là chúng ta có thể đem vô được rồi. Nếu với mức độ là nắng liên tục như thế này. Và đây là cái những cái rệm mà và cái đồ đã giặt nè, bằng cái cách này. Khi mà giặt xong á thì chúng ta chỉ cần đưa nó lên trên đây thôi,